cái chất cuối cùng mà chúng ta cần phải quan tâm đến đó là chất béo, và để lựa chọn được một cái loại chất béo tốt thì nó sẽ rất là quan trọng trong cái bữa ăn và khẩu phần của mình. Và chúng ta nên sử dụng các loại dầu đến từ thực vật. Ở đây có dầu mè, dầu vừng đen, dầu lạc, nói chung là có rất nhiều loại dầu, nhưng mà khuyến khích các bạn nên sử dụng dầu ô liu. Thì ở đây chúng ta có thể thấy là đa số các loại dầu ô liu đều được đóng chai thủy tinh và nó là màu đen, bởi vì cái dầu ô liu này khi mà mình để ở các cái, nếu mà mình để trong cái chai mà thủy tinh trong ấy, thì cái ánh nắng mặt trời là nó sẽ khiến cho cái chất lượng của cái chai dầu nó sẽ không còn tốt nữa. Và chúng ta nên lựa chọn cái dầu extra virgin olive oil này, vì nó là loại dầu được ép đầu tiên trong vòng 24 giờ ngay khi quả ô liu được hái xuống, thì nó sẽ giữ nguyên cái lượng dưỡng chất cho mọi người. Ngay đối diện với cả cái dầu ô liu thì chúng ta có một loại chất béo nữa cũng rất là tốt, đấy là chất béo đến từ đỗ đậu phộng. Thì ở đây mình có một lọ thick peanut butter, thì cái lọ này là mình hay sử dụng nhất, bởi vì nó vẫn còn nguyên các loại hạt, cái hạt đậu phộng ở trong, nó rất là ngon. Và bên cạnh đấy thì các bạn nhìn rõ vào cái bảng nutrition, thì ở đây là cái lượng energy, thì cái calo ở trong bơ đậu phộng thì rất là cao. Nó thường thì sẽ đến từ chất béo, và protein là 5,3 gram, chất béo 9,6, thì trong đấy là có chất béo bão hòa là 1,3. Thì cái lượng chất béo bão hòa thì thường được khuyến khích là nên hạn chế thôi, nhưng mà cái lượng chất béo 1,3 này thì nó cũng rất là an toàn cho cơ thể, cũng không sao cả. Ngoài ra thì nó cũng không có chất béo chuyển hóa thì rất là ok. Tiếp theo là carb là 2,9, thì trong carb có sugar là 1,2 gram. Thì 1,2 gram thì như mình nói thì là trong hầu như là trong tất cả các loại mà sản phẩm đóng hộp thì nó sẽ có đầy đủ cả đường, nhưng mà đối với cái lượng 1,2 gram thì nó là vừa phải, nó cũng không quá khắt khe đối với là cái trong cái chế độ ăn của mình, cho nên là cái loại này thì mình thường sử dụng nhất. Ngoài ra thì nếu mà các bạn không muốn mua ở ngoài thì các bạn cũng có thể tự làm bơ đậu phộng ở nhà. Thì ở trên mạng có rất là nhiều có công thức để làm bơ đậu phộng ngon, và mình nên hạn chế cái lượng muối hay là cái lượng gia vị đặt vào, mà mình chỉ nên xay nhuyễn cái loại bơ đậu phộng ra thôi. Và một cái loại chất béo tiếp theo mà mình muốn giới thiệu đến đó là đến từ phô mai, phô mát là cheese. Ở đây mình có cái bơ thực vật. Đây, cái bơ thực vật này thì khi mà mình nhìn vào đây mình sẽ thấy là nó là thực phẩm bổ sung margarine dạng rắn. Thì chúng ta không nên lựa chọn các loại bơ mà là từ margarine, bởi vì trong cái margarine này sẽ chứa rất nhiều chất béo chuyển hóa, cũng như là cái trans fat thì mình không nên lựa chọn, mà thay vào đó thì chúng ta nên lựa chọn các loại bơ nhạt. Thì cái bơ nhạt thì thường là nó sẽ không thêm đường hay muối, mà nó sẽ làm đa số là làm từ cái sữa béo thôi. Thì chúng ta nên lựa chọn các loại này, bởi vì nó sẽ chứa các loại chất béo không bão hòa rất là tốt cho cơ thể. Ở đây mình có 3 loại cheese mà có thể là nó sẽ không phổ biến lắm, nhưng mà nó sẽ là một lựa chọn sáng suốt cho các bạn là mà hơi nghiện chất béo một chút. Ở đây mình có phô mai mozzarella bào, thì cái này mình có thể sử dụng để ví dụ như là cho lên cái pizza, hoặc là mình chế biến những cái món nào ví dụ là mì biến gì đấy, mình để lên trên và mình quay lò thì rất là tốt và rất là ngon. Tiếp theo cái này cũng là mozzarella, thì cái này nó là dạng miếng thôi, thì mọi người có thể sắt ra. Còn cái này là chết ra mai chi, thì đa số những cái loại này mọi người đọc thành phần thì nó rất là ngắn gọn, thì những cái loại ngắn càng ngắn gọn thì mình càng nên lựa chọn. Còn những cái loại mà thành phần nó cứ dài, nó có hết chất này, chất bảo quản, chất tạo mẫu thứ thì không, mình nên hạn chế. Còn lại những cái loại mà cái lượng thành phần nó thì ngắn gọn như thế này thì mình nên nhá. Several months later.